Em ơi, em Ừ, thấy dâu tây nó chín đỏ mọng quá trời luôn rồi. này nó chín quá trời nhiều luôn. Đó, bây giờ đang thèm nữa. Chào cả nhà. Thì bây giờ đang trời nắng rất là dữ luôn các bạn. Mà hôm nay thì mình cũng hái dâu tây 2-3 lần rồi, nhưng mà bữa nay quá trời nhiều luôn, mặc dù trồng ít ha. Vậy mình hái mình ăn ha. Rồi mình hái mình ăn xong rồi mình có làm gì nữa không? Ôm tính hái mấy cái cải thảo này luôn nè, tại vì chỗ này bây giờ nó mấy cái rau này nó lên nó chật á, em muốn bón xíu phân gà mà họ chật chội quá, cho À, thì nên mình mình hái luôn. dự định mình thu hoạch cái cải thảo rồi mình có trồng gì xuống không em? Chỗ này em không trồng nhưng mà chắc em trồng cây ớt ở đằng kia. Được. Đó, thì các bạn cũng thấy ha, cái mấy cái đồ mình làm cái cho tưới tự động vẫn còn tùm lum tà la, Sắp xong rồi phải không? nhưng mà chắc sắp xong rồi. Thì khi mà xong xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem, phe chứ không gì hết. Thì khi mà mình làm xong thì dự định nếu mình đi dài ngày, đi đâu chơi dài ngày thì ở nhà nó vẫn tưới đầy đủ cho cây nó sinh tốt ha các bạn. Thôi vậy mình thu hoạch em ơi. Với là tại vì giống như khi mình ở nhà mình đi làm cũng bận không có thời gian các bạn, thì mình sẽ cho nó tự tưới. Chắc thua đằng kia lại đi ha. Thì bữa nay dâu nó chín mọng luôn các bạn. Với lại hôm nay bìa cũng bận cho nên để nó cũng chín rất là nhiều, nó cũng có hư một một vài trái em ha. Đây có trái dâu tây trắng nè. Dâu tây trắng á. Mà thấy trắng rất là thơm ha. Thơm, cái này thơm. Rồi trắng luôn à, nên Hôm là chín này thường. đỏ. Sao nó có màu trắng vậy ta? Chắc nó không thấy nắng quá. Cái này ngon nè. Cái này chắc dễ quạt của anh. Mới đó chưa chín mà. Không, cái này cái loại Hà Lan nè. Mà nó cũng chưa chín. Này Hà Lan nè anh. Này ngon lắm á. Thế nào nó chưa chín thì mình đừng hái, để lần sau hái. Tiết kiệm phải không? Thì chỗ này thì nó ít nắng, cái nó trái nó nhỏ nhỏ không ha. Không, cái này loại Hà Lan á, trái nó lúc nào cũng vậy nè các bạn, nó nhìn nó èo uột mà nó xấu xấu nhưng mà nó thơm lắm. Sáng ngày chưa ăn gì đó, Cho ăn vào tay. ăn dâu tây. Dâu tây và tiết nè. Tiếc. Năm nay thì mình trồng và tiết ít các bạn. Dâu tiết nó có trái rất là nhiều hả các bạn. Mình để trái không bự ha. Này Hà Lan luôn á. Trái nhìn là biết. Nó không có suôn sẻ. Này xanh Chưa nè. chín mà. Còn trong kia là như con trái nữa. Là em chạy vô trong đi. Ok, chắc hái đây trước rồi vô hả là. Chưa sao, còn chưa chín mà hái rồi. Hái được. Mẹ Hà Lan luôn ha. Chỗ này ngon nè. Chỗ này để dành. Chỗ này nó nắng nhiều các bạn, nó trái em cái nó thích á, dâu tây thì nó thích nắng. Chỗ này thì mê không các bạn, mặc dù trồng cũng nhiều á nhưng mà mê Trái lắm. rau xanh còn để ngon. Chỗ này ngon sao? Mà để hái và ứng vậy thì để vô nó cũng chín rồi các bạn. Hôm nay hái 3 lần phải không? 3 lần à. Mà lần Lần này đầu chắc tiên thì nhiều ít nhưng mà lần thứ hai cũng được, lần này nhiều nè. không? Trái bị bự rồi. Lần mà sao trái Nhỏ. nhiều trái quá nè. Nhiều trái thì mình ăn nhiều lần. Cái này ngon nè. Chín mọng. Wow, quá trời đỏ nè. Mà năm nay đặc biệt không bị con gì ăn ha. Không có chim chuột gì luôn các bạn. Để tay là mình mới thấy. Chỉ có mèo ăn. Này còn xanh mà ha. Mèo với rắn. Rắn nó ăn nè.
Vô trồng ha. Trồng luôn đi. Wow, một bộ quá. Nhiều rồi, nhiều rồi, nhiều rồi. Trái tim. Tim đỏ máu, tim rúng máu. Wow. Nhưng mà mình thái vào tay mình để ý mình những cái trái nào mà nó chín lên tới đầu luôn vậy nó mới ngọt. Nó ngon, ngọt chứ. À, chứ nó có hơi xanh xanh thì nó hơi chua các bạn. Hình như còn bên kia trái Hà Lan ơi, chắc nó còn xanh hả? Bên kia cả, góc kia cả, đó. Wow, trồng nay trồng ít mà cũng nhiều quá ha. Còn dạ. Hai trái nó đều quá nè. Tại trồng ít nó mình chăm kỹ hơn anh. Em cái này thì có nhiều em nói sao mà trái nhỏ xíu á. Thì cái này thì mình có ươm một lần. Ý mình có bón một lần phân lúc mà nó ra hoa, với lại mình tỉa hết những cái lá các bạn, với cái tuột tỉa sạch nhất luôn á. Để có chặt vào cái này không. Wow, trái bự. Trái tim luôn. Nó là trái tim con chua là mòn, nó đều đặn vậy, nó mập vậy đó. Sao à? Trái tim ông luộc mòn nó mới xẹo à. Vào nhiều quá em ha. À, coi chứ cũng nhiều ha. Còn trái ngoài kia anh lắc đi. Các bạn, cái này thì là mình hái cái thấy mình thấy cái tược cái mình lắc hết trơn rồi, bữa lắc mà nay ra nữa nè. Tược nó bò nó cũng lấy dinh dưỡng dữ. Wow, trái này ngon nè. Trái này chín mọng luôn á. Dột tay mà nó thấy nắng thì đều chín đều ngon ha. À thì mình tỉa ở trong đó nữa em. À mình tỉa nó vừa thấy nắng mà nó ở dưới, vừa ở dưới nữa. Mà nó vừa nó vừa nuôi cái lá kia lên. Bên đây. Đây. Cái này. Trời ơi. Bự không ha. Bự bự không mà sao. Rồi, ngoài kia anh hái được không? Không. Đây này coi. Wow, có cái màu tím nữa. Cái gì màu tím? Cho tay cho màu tím. Yeah. Hơi ửng tím tím. Ê, hồng hồng. Hồng khi màu tím. Cái này ngon nè. Quá trời đã. Cái này cũng ngon nè. Con thì hái quá trời được. Nhiều ta. Hái nhiều. Một tô siêu khủng. Một tô siêu khủng đánh trái nữa nè. Còn nữa không? Rồi thơm ha. Rồi lại đằng cái chỗ cái chậu anh. Chậu đằng kia. Tô rồi nè. Không có không? Có. Rồi đằng mình hái luôn rồi mình ăn. Hôm nay em có lấy đồ chấm. Sao vậy? Nghĩ nó chín rồi. Sợ mập hả? Ông chua lòng môn này đâu có sợ mập. Thiệt luôn á. Chỉ sợ ốm thôi. Trời. Ở đây trần này nè, vậy mà nó. Vô cây đấy. Này nó cũng có trái nhưng mà ở đây mình trồng vô cây trắng nhiều các bạn nè. Đợt trắng, sau chắc nhiều vô cây trắng nha. Trắng thì nó nhiều trái vậy nhưng mà nó. Còn bên đây. Ngọt quá. Cây trắng thật phức rồi. Đây không có dầu trắng hả? Khó lắm. Có trắng luôn, hai ba thứ à. Trồng chậu nó không có phát lắm hả? Rồi. Rồi. Đi rửa. Wow, nhiều ha. Trồng ít mà nó đạt hiệu quả, trồng nhiều quá chăm không kỹ. Còn bầy bọn ha các bạn. À, nhưng mà bữa ngày mai nữa là xong.
này rửa theo kiểu nhà vườn rồi các bạn. Wow, trồng như đó ba cây mà được bao nhiêu đây trái cũng ngon à. Không? Dạ. Cái này ngon đâu có thua gì ở ngoài vườn ha, ngoài vườn của người ta. Rồi, thôi kệ đi ha. Dạ, xin mời các bạn. Cho ông dân trái tim rỉ máu. Rồi, cũng nè. Vô. Cái này nó chín rục luôn rồi đó. Cho bằng lại ngọt thanh luôn các bạn. Cái này thiệt sự ngọt luôn á, khỏi cần chấm. Vô. Thêm đá nữa vô. Nó trái đỏ nè, ngon. Cái này hả? Ừ, cái ngọt đó. Quá. Nó trái tim ạ. Vô. Dạ, xin mời các bạn. Nào là trái đỏ. Đỏ nhiều miếng ngọt. Kiếm trái dâu Hà Lan thử coi. Trái này Hà Lan á. Thử không? Nào thử đi. Trái này Hà Lan mà ơn mà nó bị dập. Nó bị dập rồi. Nó trái ngon lắm mà. Nè. Chứ Hà Lan có ăn nó có độ giòn các bạn, nó ngọt, nó không có mềm giống như cái dâu kia. Mà nó thơm hơn. Nó dẻ, nó ngọt. Nó dẻ lắm. Cái vị chua nó cũng dễ ăn nữa. Nó mới chua lè. Mà nó có chua có vị hơi thanh thanh vậy đó. Nó chua theo kiểu ngọt ngào. Chua ngọt ngào. Trái này ngon nè anh. Trái này để chín chút nữa là nó ngọt liền luôn. Trái nãy em ăn đầu tiên ngon quá chừng luôn, ngọt ngay à. Dẻo quá. Ồ, trái này cũng ngon. Ở trái này ba trái. Ngọt ngon quá. Rồi đi hái. Một tô này nếu mình ăn không hết cái mình xài sinh tố. Xài sinh tố. Cái ở nhà mình sáng mình hay xài dâu tây nè các bạn, với lại trái Việt Quất với chuối thơm, mình hay xài vậy uống với sữa tươi không? Không đường cũng gì á. Rồi, bây giờ thu hoạch cải thảo chỗ này các bạn. Thì chỗ này có ăn cây này là tốt nhất nè. À đúng rồi. À cái này mới, em mới dời nó lên mà giờ nó tụt nữa rồi nè. Mấy cái này nó mau lớn lắm các bạn. Trời ấm ấm nè, nóng nè. Mau lớn cái mình tưới nước đầy đủ cái nó phát nó phát triển mau lắm. Dạ thì mấy cái này cái su hào chắc cũng gần thu hoạch rồi em ơi. Họ chắc ráng cuối tuần ha. Thì các bạn thấy đó mình gắn nước tới chỗ này rồi ha. Mấy cái dồi nè. Đó bây giờ bắt cho nó chuyền lên đây tưới mấy cái chậu luôn. Nói chung là không có bỏ sót một em nào hết. Đó, khi mình gắn xong cái mình bật lên cho các bạn xem. Okay. Thì cái thảo này ở bên đây thì tốt, mấy bên tại sao vậy ta? Bên kia nắng nhiều hơn mà. Ở bên kia thì nó hơi xấu. Nè các bạn, mặc dù là trồng chen chút mà cũng ngon ghê, cũng chắc thật lắm. Vẫn chưa có bông nha. Rất là ngon luôn. Đẹp ha. Rồi. Để ra ngoài đất luôn đi. Dạ. Để mình lọc thử một cái coi. Cái này nói chung là nó không có đặc như chứng. Như hồi mà cái kỳ nào mình trồng mà nó tổ bố luôn em. Tổ mẹ luôn hả? Tổ bố chứ không phải tổ mẹ. Tổ mẹ nó chưa bự bằng tổ bố. À, cũng ngon bảo. Cái này cũng ngon nè. Còn bên đây thì nó bự hơn bên kia. À.
lọc sơ sơ thôi, tại cũng ổn các bạn, cái lá này ăn được, mình bỏ nó phí. Lá này vô nhúng dẫu, nhúng lọc, không thể xào, xào thịt bò. Trong đây thì nó có hai lủng lỗ, lủng hang đó. Mà trong nhà kính cũng vậy. Nói chung cái thảo này sao mấy con sâu, con sên nào nó khoái quá, không hiểu. Nó vô nó núp ở trong dứt đã. Ừ, ăn đã luôn. Cho ra ngoài nha. Cũng được ha. Nhỏ nhỏ, mini. Bắp cải mini. Mình trồng không tốt, bự như ý muốn thì mình nói là loại này là loại mini. Còn trồng không được nữa thì nó tại thời tiết á. Không có cách nấu lắm chứ, ông dân này. Mini thiệt chứ bộ. Ừ. Thì cái này mình thu xong một chút á, mình lấy gốc lên các bạn, cái mình xới xới. Xong rồi mình bỏ xíu phân cho mấy cái cây này nó tốt. Ở đây là loại thứ hai nữa, nó mini, nó nhỏ hơn loại mini bên kia. Cái này là tí hon. Ừ. Cái này sao héo vậy ta? Ừ. Sáng trưa trưa nắng nó héo nè. Màu này cũng lỗ cũng hang. Cái này chắc hư rồi. Còn bên đây lủng lỗ lủng hang nhiều quá ha. Ừ. Cái này mà phải này muốn nó đẹp thì cứ lọt lọt riết tới cái ở trong nó cũng đẹp à. Mấy người nào muốn làm đẹp hay gì đó cứ lọt hoài, lọt da thì nó cũng trắng thôi, cũng đẹp thôi. Em muốn da muốn làm đẹp không? Như ông Solomon này cứ về Việt Nam mà cứ lọc da hoài, lọc ông nông dân biết lọc bao nhiêu lớp cho nó trắng. Ảnh đi ra đường ta tưởng anh người Philippines không các bạn. Đó, đó là tí hon, cái này nó cũng héo héo mấy lần. À, nó héo ngộ lắm, cây cây mà nó héo là bắt đầu nó đều. Nó bị mất sức à. Cái gì cũng vậy á. Không đủ rễ hay sao? Không đủ rễ là sao? Đó, ở trong nó vẫn đẹp mà không? Đẹp đâu đẹp, xấu quá à. Lấy cái một lớp nữa đi cho nó đẹp. Ở này bỏ luôn đi. Cái này được nè. Ồ, lấy này xong cái mấy cây này mừng dữ nha. Không? Đó. Đây là bí không à các bạn, bí tây, bí tây ha, bí ngô, bí khổng lồ, bí khổng lồ. Hình như có cây dây bí trắng nữa đó, em không biết cái nào nhưng mà như có một cây. Tất cả là nhiều bí mà loại bí tây không à, còn trên đây thì chuông hào xanh, chuông hào tím, ở bên đây cũng chuông hào tím nè, bên đây sao nó nhỏ hơn bên đây ha? Hả? Chắc cũng cỡ ha. Ờ, như bự hơn chắc bên đây biết sao. Ừ. Ở đây thì hành nó lên rất là tốt rồi các bạn. Ít bữa mình thu hoạch bông hành thử coi. Rồi, mình trồng gì em? Em trồng cái ớt nè. Thì này cái ớt mà đủ màu các bạn. Bữa có hai cây xin bằng má nè. Đây có cái chậu em trồng đây một cây à. Còn cây mới kiếm được cái chậu. Này má mình ươm á, thật ra nó không có được tốt lắm. Này giống khoai tây em ha. Ờ, giống thiệt á. Hay là em bươm khoai tây á? Không biết. Cái này là cái dưa gì á. Dưa gì quên rồi ta. Dưa hấu nha phải. Không phải dưa hấu. Cái dưa gì mà cái trái ngọt ngọt á. Anh nói như dưa gì. Than gì đó. Dưa mà anh mua cái trái sọc sọc á. Giống như dưa gan mà nó ngọt á. Nhớ không? Không biết. Sao này giống khoai tây hơn. Cái lá rồi nó cũng giống khoai tây. Ờ, giống khoai tây vậy trời. Mà khoai tây rồi đó giờ đâu có trồng hộp em. Hay là người ta đưa hộp cho mình.
Hay là em ưa mà có sót một cái củ khoai tây tí hon trồng anh mới lên. Hay là đất á. Biết nữa, để trồng thử coi. Không phải là cái hộp nó lên đó. Hộp lên ha. Dạ, mà không ở biết đây, là. Này, mấy cây ớt này năm ngoái mình để dành rồi à. Giờ nó lên bông rồi không? Dạ thì nó cũng hơi vào bầu, có bạn mình mới bón xíu phân gà, hôm nay thấy nó bắt đầu nó phát rồi. Ừ. Rồi, bây giờ lại phe củ á. Phe củ. Nghe phe củ ham quá, có củ đâu, phe tắt. Để phe, chỉ có củ là rau cải, thu hoạch. Hay là cái vườn rau. Cho nên hai vợ chồng rất là thích trồng rau ha, cho nên bỏ rất là nhiều thời gian làm cho cái vườn nó xanh tươi theo ý muốn. Công sức có công nhiều sức rất công là nhiều ha. Nhiều việc lắm. Ừ. Thì bữa nay thu hoạch cải thảo nhưng mà không có được như ý lắm, nhưng mà cũng được ha, cũng có ăn. Cũng ngon nè. Với đặc biệt là năm nay thu hoạch dâu tây rất là ngon, mặc dù trồng ít, mình thấy rồi. Ừ. Trồng hồi đó, ít, ít, hồi đó ít. Mình trồng nhiều cũng được một rổ bự mà. Bự bự nhưng mà tại vì mình chăm không có kỹ á, tính ra thì này mình trồng có một phần phần năm chứ gì ha. Ừ. Mỗi năm mình thì mình trồng tới năm phần, nay mình có một phần mà được vậy là nhiều hơn rồi, đúng không? Ừ. Dạ. Thì nói chung là trồng mỗi cái ít, mình chăm kỹ một chút mà nó có để thu hoạch hoài luôn á. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xem bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.